nhá. Dạ vâng ạ. Rồi. Thế thì tôi sẽ share màn hình nhá. Các bạn chờ một tí. Các bạn có nhìn thấy màn hình không ạ? Em có cô ạ. Ok, rồi. Thì chúng ta, cho tôi hỏi là trong cái nhóm bệnh hệ thống này thì các bạn đã được học về viêm đa cơ, viêm da cơ chưa nhỉ? Thưa cô chưa ạ? Thế đây là bệnh hệ thống đầu tiên các bạn học à? Vâng ạ. Ok. Thực ra thì bây giờ thích theo bây giờ nếu mà gọi là bệnh hệ thống thì theo các bạn hiểu thì nó là như nào? Tại sao lại gọi nó là bệnh hệ thống? Theo em, theo nó vì nó ảnh hưởng đến đa cơ quan. Đúng rồi, tức là nó gây tổn thương rất là nhiều các cơ quan ở trong cơ thể đúng không ạ? Cho nên là người ta gọi là bệnh hệ thống. Thì trong cái các cái nhóm bệnh hệ thống này ấy, thì lupus ban đầu hệ thống ấy, là cái bệnh mà nó thường gặp nhất. Thế thì trước đây ấy, thì người ta có gọi cái bệnh này nó là bệnh collagenose, tức là bệnh của tổ chức liên kết. Thế còn bây giờ thì là người ta sẽ gọi thêm nó là một cái nhóm bệnh hệ thống. Các bạn thấy slide có chạy không ạ? Dạ có. Ok. Thì trong các cái bệnh hệ thống thì ở khoa cơ xương khớp, về chuyên ngành cơ xương khớp thì các bạn sẽ gặp một số các cái bệnh này. Thứ nhất là về lupus ban đầu hệ thống này, xơ cứng bì này, viêm đa cơ, viêm da cơ, hay là có hội chứng Sjögren. Thế thì còn cái hội chứng cho từng tí tôi lấy cái chuột. Cái hội chứng Sjögren này thì là nó có những cái biểu hiện của cái tình trạng khô niêm mạc, tức là khô miệng, khô mắt. Đấy, rồi các cái viêm mạch này, đấy rồi là các cái bệnh tổ chức liên kết hỗn hợp, tức là gì? Nó có thể mix các cái loại bệnh hệ thống này với nhau. Có những cái bệnh nhân không phải bị mỗi một lupus ban đầu hệ thống thôi đã đủ chết rồi đúng không ạ? Nhưng mà có những bệnh nhân coi như là người ta bị cả một hoặc hai cái bệnh này kết hợp lại với nhau, hoặc thậm chí là ba bệnh kết hợp lại với nhau, tình trạng rất là nặng. Tiếp theo nữa là một cái bệnh trong cái bệnh lupus này thì nó có các thể như sau. Có các thể đó là lupus ban đỏ dạng đĩa này, đấy thì thường người ta gọi là lupus mạn tính, rồi lupus ban đỏ hệ thống này, đấy tức là nó có tổn thương rất là nhiều cơ quan, hoặc là lupus do thuốc, tức là gì ạ? Có thể có một số các cái trường hợp mà nó có khi mà bệnh nhân sử dụng một số thuốc thì nó có thể nó gây ra. Thế rồi là bệnh lupus và có cái kháng thể kháng phospholipid. Lát nữa thì tôi sẽ nói kỹ hơn về cái này. Thế còn nữa là bệnh lupus ở sơ sinh thì chúng ta cũng sẽ không học trong phần này. Thì lupus do thuốc ấy, thì là một số những cái thuốc như thế này. Nó có thể gây ra các cái tình trạng lupus. Đó có thể là do những cái thuốc điều trị, những thuốc về tâm thần, hay là những cái thuốc điều trị lao, hay bản thân cái thuốc depenicillamine này nó là cái thuốc điều trị xơ cứng bì, nó cũng có thể gây ra cái tình trạng lupus do thuốc. Thế và khi ngừng thuốc thì các cái triệu chứng này sẽ hết. Về cái bệnh lupus này cũng như là một số các bệnh lý khớp ấy, thì người ta thấy rằng là hay gặp ở nữ nhiều hơn đấy, và hay gặp ở nữ nhiều hơn nam, với tỷ lệ chênh lệch rất là cao đúng không? Các bạn có thể thấy là gấp 10 lần. Thế và nó lại khổ nữa là nó lại gặp ở trong độ tuổi sinh đẻ đấy, và gặp trong ở cái độ tuổi này thì nó liên quan đến cái việc dùng thuốc của bệnh nhân rất là nhiều. Nguyên nhân thì hiện nay thì cũng chưa rõ, cơ chế thì là cơ chế tự miễn và do nó hình thành các cái tự kháng thể, và sau đó thì nó sẽ hình thành các cái phức hợp miễn dịch. Cái phức hợp miễn dịch này nó sẽ lắng đọng và nó gây viêm một tổ chức, sau đó thì nó lại còn hoạt hóa bổ thể nữa, đấy làm tăng tiêu thụ bổ thể trong những cái đợt tiến triển. Thì khi là những trong những cái đợt tiến triển thì người ta có thể làm xét nghiệm bổ thể, ở đây là C3 C4 thì nó có thể giảm. Đây là cái hình cơ chế bệnh sinh khá là rõ ràng cho cái bệnh lupus này. Là gì ạ? Hầu như bệnh nào thì nó cũng có liên quan đến các yếu tố về gen này, rồi yếu tố về môi trường này, những cái này là chúng ta không thể kiểm soát được, đúng không ạ? Và nó sẽ dẫn đến những cái bất thường về đáp ứng miễn dịch, đấy, liên quan đến tế bào B, tế bào T, thế và nó sẽ dẫn đến hình thành các cái tự kháng thể, và tự kháng thể sẽ hình thành những cái phức hợp miễn dịch.
Và các cái phức hợp miễn dịch này nó sẽ lắng đọng ở đâu thì nó sẽ gây ra các cái biểu hiện tổn thương ở đó. Ví dụ như là ở da mặt này này thì sẽ gây ra các cái ban, hay là lắng đọng ở thận thì sẽ gây viêm thận, gây tổn thương thận. Thế rồi ở khớp thì sẽ gây tổn thương khớp. Thế rồi là trong cái trong máu thì có thể là gây ra các máu ngoại vi thì sẽ gây giảm bạch cầu, giảm hồng cầu đúng không ạ? Rồi có thể lắng đọng ở thần kinh trung ương. Thế rồi là ở tình trạng ở tim đúng không ạ? Thế rồi và sau cái quá trình viêm mãn tính này nó sẽ dần dần nó sẽ dẫn đến tình trạng phá hủy tổ chức. Ở đây là gì? Đến cái giai đoạn nặng là những cái tình trạng suy thận này, xơ vữa động mạch này, phổi thì lúc đầu có thể chỉ là tổn thương phổi kẽ thôi và sau dần dần đến xơ phổi ấy. Rồi những cái tổn thương thần kinh rồi sẽ thành đột quỵ đấy đúng không ạ? Rất là nặng. Biểu hiện lâm sàng thì vì là hệ thống mà cho nên là nó cũng rất là đa dạng đúng không ạ? Có thể là từ nhẹ cho đến rất là nặng đấy với các cái tổn thương nội tạng đúng không? Đấy. Với thể nhẹ thì thường là chúng ta có thể chỉ gặp những cái bệnh nhân có thể có ban, cái bướm ở mặt này, rồi có những cái loét miệng này, có viêm khớp này, thế rồi là có thể có triệu chứng toàn thân như là sốt với mệt mỏi. Thế nhưng mà có những trường hợp thì bệnh nhân rất là nặng, như là ban lan tỏa nhiều nơi này, có thể có loét ở miệng này, rồi có tổn thương thận rất là nặng này, tổn thương não. Thế rồi là giảm các cái tế bào ở trong máu như là đặc biệt có những bệnh nhân giảm tiểu cầu, giảm hồng cầu. Thế và gì những cái bệnh nhân xuất huyết ở phế nang. Về triệu chứng toàn thân thì bệnh nhân thường hay có sốt, nhưng cái triệu chứng sốt, sút cân, mệt mỏi này thì thường là chúng ta sẽ gặp trong rất nhiều các cái bệnh hệ thống. Thế và gì cái sốt này thì chúng ta lại cần phải phân biệt là gì ạ? Đây là sốt, tức là một cái triệu chứng sốt ở trong bệnh lupus này hay là gì do bội nhiễm, đúng không ạ? Thế và cái thường những cái mà sốt do trong cái bệnh hệ thống với cả sốt do bội nhiễm này chúng ta có thể phân biệt bằng cách nào được không ạ các bạn? Có cái gì có thể giúp chúng ta phân biệt được không? Rồi tôi phải hỏi các bạn nào cho đỡ buồn ngủ không lại đi xem bệnh nhân hết rồi. Đâu nhỉ? Bạn Trương Trần Quang Hưng đâu? Dạ thưa cô, thì cái sốt mà do nhiễm khuẩn thì mình có thể xem được, ví dụ như là bệnh nhân có môi khô lưỡi bẩn, rồi các vì thứ hai là nó có các tổn thương tại cơ quan, ví dụ như tổn thương tại phổi thì mình nghe, hoặc tổn thương phổi có chụp X quang có tổn thương, hoặc như là đã có tìm được cái cơ quan tổn thương. Còn cái mà tổn thương do sốt mà do bệnh của lupus thì thường là có thể có vẫn có sốt cao, nhưng mà những cái như là máu nắng CRP nó thì có thể nó máu nắng có thể tăng nhiều nhưng CRP nó không tăng nhiều lắm, và prostaglandin nó hầu như nó không không tăng Đúng nhiều. rồi, tức là chúng ta thường ý, những cái triệu chứng kia nó rất hay bị chồng lấp vào với nhau, dễ lẫn lộn lắm. Thường thì chúng ta có thể dựa vào procalcitonin để đánh giá nhá, để xem là gì nó có trong trường hợp mà do nhiễm khuẩn cái thứ do bội nhiễm kèm theo thì thường cái procalcitonin nó sẽ tăng. Còn nếu mà sốt mà chỉ là đợt tiến triển của bệnh lupus không có tình trạng nhiễm khuẩn thì sẽ không, thì procalcitonin nó sẽ không tăng đâu ạ nhé. Cái ban biểu hiện ở da và niêm mạc ở trong bệnh lupus này thì là biểu hiện khá là hay gặp đến 80 đến 90% các trường hợp. Ở đây thì chúng ta sẽ gặp cái ban hình cánh bướm này. Đấy, thế thì ban ở đây là ban đỏ và ban phẳng, hoặc là cũng có trường hợp nó hơi nổi gồ lên một tí và nó ở hai cái gò má ở sống mũi. Nha, chúng ta lưu ý là gì? Nó không có ở cái nếp môi mũi nhá. Thế thế và cái ban đỏ này thì là thường ý, điển hình lắm ý, thì chúng ta mới gặp được cánh bướm. Chứ còn lại những cái ban mà nó không được gọi là điển hình như kiểu cái ban cánh bướm thì chúng ta sẽ hay gặp hơn. Đấy, còn ban dạng đĩa ấy, thì thường ý, là cái ban này thì là thường hay gặp trong lupus mãn tính nhiều hơn. Đấy, và đặc biệt là cái ban này này thì nó sẽ rất là nhạy cảm với ánh sáng. Nên chúng ta có thể hỏi bệnh nhân là khi mà ra ngoài tiếp xúc với ánh sáng mặt trời ạ thì nó có đỏ rực lên không? Đấy. Thế và sau khi đó thì là vào trong nắng ấy thì phải mất một thời gian vài tiếng đồng hồ da nó mới trở về bình thường. Chứ còn có những người nhiều người là gì ạ? Da thì rất là nhạy cảm đúng không ạ? Thế có thể ra ngoài nắng thì nó đỏ nhưng mà khi vào trong cái bóng mát thì nó sẽ bình thường lại ngay sớm. Nhưng ở cái bệnh lupus này thì phải mất vài thời gian thì nó mới trở về bình thường được. Đây một số các cái ban hình cánh bướm nó khá là điển hình đấy ạ. Đấy, đúng không ạ? Đây. Đây là cái ban thì nó khá là điển hình nhưng mà thực ra thì cũng không phải lúc nào chúng ta gặp được cái ban rõ ràng như này đâu ạ. Đúng không? Đấy, rất là nhạy cảm về ánh sáng. Đây là một số các cái ban dạng đĩa, đúng không ạ?
Đây là các cái ban khác mà chúng ta có thể gặp, nhưng mà ở Việt Nam thì hiếm khi mà chúng ta có thể gặp được như này. Nếu các bạn mà muốn xem, muốn gặp được các cái bệnh nhân này thì các bạn biết là có thể gặp ở ở đâu không ạ các bạn? Bạn Vũ Phi Hùng đâu? Theo em thì có thể mình sẽ gặp được những cái bệnh nhân này ở ở đâu? Bệnh nhân lupus mà có những cái tổn thương này ở đâu? Bạn Vũ Phi Hùng đâu rồi? Tôi chẳng nghe gì cả. Bạn Nguyễn Thị Hằng. Dạ, em cũng không chưa rõ ạ. Các cái bệnh nhân mà người ta bị những cái tổn thương như này ấy, tức là những cái tổn thương ở da nó rất là nặng nề như thế này thì thường là chúng ta sẽ hay gặp ở bệnh nhân ở bên viện da liễu. Tức là cái bệnh nhân lupus này ấy, thì người ta sẽ có thể khám và điều trị ở rất nhiều nơi, đúng không ạ? Thế bởi vì nó là tổn thương đa cơ quan, đa hệ thống mà, đúng không? Khi mà có những cái tổn thương da rất là nhiều như thế này thì thường bệnh nhân sẽ hay được quản lý ở bên viện da liễu. Thế còn với những cái tổn thương cơ quan nội tạng thì sẽ ở bên những cái khoa điều trị về nội nhiều hơn. Đấy, ngoài ra thì có thể là có những cái loét miệng này, đúng không ạ? Đấy, và nhưng mà cái loét miệng này nó không phải cái nhiễm khuẩn. Tiếp theo là bệnh nhân này có hội chứng Raynaud. Hội chứng Raynaud này thì chúng ta sẽ gặp ở rất nhiều các cái bệnh hệ thống. Đây là cái biểu hiện của cái tình trạng co thắt mạch, đúng không ạ? Đây, tôi show lại cho các bạn cái hội chứng Raynaud ở phía đầu này. Hội chứng Raynaud nhé, thì nó có thể là tiên phát, không tìm thấy do nguyên nhân gì cả, hoặc là thứ phát là sau những cái bệnh hệ thống. Ở đây thì hay gặp là xơ cứng bì này, lupus và viêm da cơ. Trong mấy cái bệnh hệ thống này thì thường nó hay gặp ở xơ cứng bì nhiều hơn. Thế và nó thường cái này thì nó hay xảy ra khi mà bệnh nhân gặp lạnh này, đặc biệt là gặp lạnh, gặp stress này, hay là có thể do dùng một số thuốc, hoặc là bệnh nhân hút thuốc lá nhiều thì có thể dẫn đến các cái biểu hiện như vậy. Đây, bản chất của nó là gì? Tức là khi mà đây là do nó bị co thắt mạch ở đầu chi khi tiếp xúc với lạnh này, stress này, đúng không ạ? Thế thì nó sẽ gây ra cái tình trạng thiếu máu cục bộ tạm thời. Và đầu tiên là gì? Tay của bệnh nhân sẽ trắng bệch ra. Đấy, sau đó nó xanh tím và nó lại trở về gì ạ? Sau đó nó đỏ này. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy các cái giai đoạn của cái hội chứng Raynaud như thế này. Đấy, đầu tiên là nó cứ trắng bệch ra. Đấy, sau đó nó sẽ tím lại. Đấy, và nó đỏ và nó trở về bình thường. Đây là biểu hiện và gì? Lâu ngày cái tình trạng co thắt mạch như thế này nó sẽ dẫn đến các cái sẹo loét ở đầu chi, đúng không ạ? Đấy là cái biểu hiện ở trong cái bệnh hệ thống. Rồi tình trạng viêm mạch tôi đã nói rồi, đúng không ạ? Đấy, những cái loét miệng đây ạ. Đây, nó không giống như là những cái loét kiểu after hay những cái loét mà nhiễm khuẩn ở trong các bệnh lý khác. Ở đây là loét này là loét vô khuẩn. Đấy, rồi các cái tình trạng viêm mạch của bệnh nhân rất là nặng, đúng không ạ? Các bạn có thể nhìn thấy. Cái ban thì ở đây là một cái hình ảnh nó gọi là giúp phân biệt thôi, nhưng mà sau này chúng ta sẽ học thêm các cái bệnh lý về viêm đa cơ, viêm da cơ nữa thì nó cũng có những cái ban đỏ nhé, nhưng mà cái ban mà ở trong ban mà chúng ta nhìn ở đây của cái bệnh viêm da cơ này ấy, thì đây người ta gọi là ban, cái gọi là sẩn gót trông. Cái sẩn gót trông này thì nó sẽ ở cái mặt duỗi của cái khớp bàn ngón hoặc khớp ngón gần, hoặc là ít khi thì gặp ở khớp ngón xa, đúng không? Những cái sẩn đỏ như thế này. Thế còn trong lupus thì cái ban nó không ở nhiều vị trí và nó không ở vị trí của khớp rõ ràng như ở trong cái sẩn gót trông này. Thế còn tình trạng đau khớp thì cũng rất thường gặp. Thế chính vì vậy mà gì ạ, bệnh nhân lupus rất hay khám đến khám chuyên khoa khớp, đúng không? Thế và gì, cái vị trí thì nó giống hệt như trong viêm khớp thấp đấy. Thế và gì, từng đợt và thường xuyên, ít khi thì có hình bào mòn. Trong viêm khớp thấp thì hay có hình ảnh bào mòn và phá hủy khớp, phá hủy xương. Thế nhưng mà gì ạ, trong viêm khớp thấp thì không có, và có thể có biến dạng khớp. Đấy, và gì, nó có sự bất tương xứng giữa lâm sàng, đúng không ạ? Có thể là gì, bệnh nhân có biến dạng khớp hẳn hoi nhưng mà trên X quang lại không thấy có tổn thương, đúng không ạ? Đấy, thế thì đây cũng là một cái tiêu chuẩn mà giúp mà mình phải chẩn đoán phân biệt với cả bệnh nhân viêm khớp thấp. Các cái tổn thương khác có thể gặp ví dụ như là viêm khớp nhiễm khuẩn phối hợp, tức là có thể do bệnh nhân có suy giảm miễn dịch này, hoặc là bệnh nhân có tiêm corticoid tại khớp này đấy, hoặc là có hoại tử xương. Cái hoại tử xương này thì thường là có thể là do bệnh nhân dùng corticoid kéo dài thì nó dẫn đến tình trạng hoại tử xương. Thế rồi có viêm cơ,
cái viêm cơ này thì là nó cũng có thể là một triệu chứng ở trong cái bệnh lupus ban đầu hệ thống, nhưng triệu chứng này nó không rầm rộ như cái bệnh viêm da cơ và viêm đa cơ. Thế nhưng mà gì ạ? Cái hoặc là nó cũng có thể là do bệnh nhân dùng corticoid thì nó dẫn đến cái tình trạng yếu cơ của bệnh nhân. Đấy, đây là những cái tình trạng viêm khớp ở trong lupus này, nó cũng giống hệt các cái vị trí của viêm gợn thấp. Bài viêm gợn thấp các bạn đã học rồi đúng không ạ? Bạn học chưa nhỉ? Ra học rồi cơ Ừ. ạ. Ừ. Bạn Phạm Tiến Đạt đâu? Cho tôi hỏi là trong viêm gợn thấp thì cái vị trí khớp tổn thương hay gặp nhất thì nó hay gặp ở vị trí nào? Dạ thưa cô là hay gặp ở các khớp nhỏ và nhỡ. Đúng rồi, khớp nhỏ nhỡ và đặc biệt là hay gặp ở các khớp cổ bàn tay đúng không ạ? Khớp cổ tay, khớp bàn ngón và khớp ngón gần đúng không? Đấy thì rất là hay gặp và đây là một cái tiêu chuẩn mà chúng ta hay phải chẩn đoán phân biệt. Đấy, và các bạn thấy là biến dạng khớp nó rất là rõ ràng như thế này. Đấy, thậm chí là ngón ngón cái này này có thể là biến dạng hình chữ Z nữa cơ. Đấy, và tổn thương thì cũng nhìn trên lâm sàng thì nhìn rất là nặng nề đúng không ạ? Rồi tiếp theo nữa là tổn thương da rồi, tổn thương khớp rồi. Đây là đến tổn thương tim mạch. Tổn thương tim thì có thể gặp những cái biểu hiện là viêm màng ngoài tim hay tràn dịch màng tim hay là hội chứng ép tim thì nó sẽ hiếm gặp hơn. Thế rồi cái viêm cơ tim thì cũng khá là thường gặp trong bệnh viêm trong bệnh lupus này. Thế và nó sẽ dẫn đến những cái rối loạn dẫn truyền nữa, những cái tổn thương van tim. Thế rồi các cái bệnh lý mạch máu ngoại biên như là tắc mạch, huyết khối hay hội chứng Raynaud. Như hội chứng Raynaud thì lúc nãy tôi đã nói rồi. Về phổi thì trong cái bệnh này thì nó có biểu hiện của cái tràn dịch đa màng, tức là tràn dịch màng tim này, thế và có thể tràn dịch màng phổi. Thế rồi là có những cái tăng áp lực động mạch phổi này, tắc mạch phổi này, hay là có những bệnh nhân thì nặng hơn nữa là có thể có cái biểu hiện là xuất huyết ở phế nang. Rồi, biểu hiện ở tiêu hóa thì nó cũng không đặc hiệu lắm. Bệnh nhân cũng có thể có những biểu hiện của cái tình trạng đau bụng này, hoặc là có thể có những cái tình trạng gọi là tràn dịch màng bụng, đúng không ạ? Đấy, cổ trướng, nó là cái vì tràn dịch đa màng mà thì nó cũng sẽ rất là khó tránh. Rồi, cái tổn thương nữa cũng rất quan trọng và rất nguy hiểm và nhiều bệnh nhân có thể tử vong do cái tổn thương này, đó là tổn thương ở thận. Đấy, tổn thương ở thận này thì có thể nó chỉ là ở mức độ là viêm cầu thận thôi, viêm cầu thận cấp thôi. Nhưng mà cũng có những trường hợp là gì, bệnh nhân rất là nặng, đó là trong những trường hợp mà có tổn thương hội chứng thận hư. Thế rồi nặng nữa thì là có thể dẫn đến những cái đợt suy thận cấp và suy thận mạn. Đấy. Thường thì là chúng ta ở giai đoạn sớm thì thường bệnh nhân cũng không có triệu chứng đâu. Thì chúng ta khi mà bệnh nhân khám, khi bệnh nhân nghĩ đến lupus, chúng ta vẫn phải làm xét nghiệm nước tiểu và theo dõi cho bệnh nhân. Thế và cái dấu hiệu mà bệnh thận đang tiến triển đó là chúng ta có thể thấy được rằng là cái nồng độ creatinine máu thì nó cứ tăng dần và có cả protein niệu nữa. Hiện nay thì cái viêm thận lupus ý, có một cái tiêu chuẩn chẩn đoán nó rất là rõ ràng, đó là thường là người ta sẽ dựa vào cái sinh thiết thận. Đấy thì sau này khi mà các bạn đi học ở trên khoa thận thì các bạn sẽ được gặp những cái bệnh nhân lupus mà có tổn thương thận nặng thì thường sẽ được điều trị ở trên khoa thận, và các bệnh nhân này thì đa phần là sẽ dựa vào cái sẽ được sinh thiết thận để đánh giá tổn thương và người ta có thể đưa ra những cái phác đồ để điều trị cho bệnh nhân. Cái từ cái sinh thiết thận đó thì người ta sẽ đưa ra được các cái thể mô bệnh học của bệnh nhân, và hiện tại thì người ta đang chia ra làm 6 típ như thế này. Rồi, đến tiếp theo nữa là tổn thương não thì bệnh nhân có thể có những cái đau đầu này, rồi là có những cái rối loạn tâm thần thực thể này, rồi co giật này, đấy rồi đột quỵ này, đúng không ạ? Thế tóm lại là bệnh nhân cái biểu hiện triệu chứng nó khá là đa dạng trong cái bệnh lý về thần kinh do bệnh nhân trên bệnh nhân lupus. Đấy. Đây là một số các cái biểu hiện mà người ta đã tóm tắt được thông qua các cái nghiên cứu về dịch tễ. Rồi ngoài ra thì có thể có các cái biểu hiện khác như là có hạch to này, ấy rồi là có các bệnh lý về mắt này, rồi là phì đại tuyến mang tai và có thể có cái khô miệng, đó là nó có thể là cái nằm trong cái hội chứng Sjögren ấy ạ. Về các cái xét nghiệm mà mình cần phải làm đối với cái bệnh nhân lupus này thì chúng ta sẽ làm các xét nghiệm để đánh giá tình trạng viêm. Để công thức máu và máu lắng thì chúng ta sẽ đánh giá được cái máu lắng là thường cho tăng trong cái đợt tiến triển. Còn trong công thức máu này thì chúng ta sẽ quan tâm đến các cái chỉ số như là xem bệnh nhân có thiếu máu hay không này, có giảm bạch cầu hay không này, có giảm tiểu cầu hay không. Thế còn đối với sinh hóa thì chúng ta sẽ làm các xét nghiệm cơ bản chức năng gan thận, đấy và chỉ số viêm CRP.
nước tiểu thì chúng ta làm đánh giá những cái tổn thương của thận. Thế rồi là bệnh nhân có tràn dịch các màng thì chúng ta cũng có thể xem xét cái việc gọi là xét nghiệm dịch của các màng nếu như chúng ta nghi ngờ. Còn nếu như chúng ta nghĩ là nó chỉ là biểu hiện của bệnh lupus thôi thì chúng ta chỉ cần điều trị thì tự các cái dịch này nó sẽ giảm dần đi. Rồi các cái xét nghiệm miễn dịch ở đây cũng rất là quan trọng, đó là các cái xét nghiệm tự kháng thể ở trong cái bệnh lupus này thì cũng rất hay được đề cập đến. Thế rồi là vì là tổn thương nhiều tạng mà, cho nên là cái xét nghiệm để đánh giá các cái chức năng của các cái nội tạng thì cũng rất là quan trọng. Thế còn nữa là cái sinh tiết da và sinh tiết thận thì nếu trong trường mà cái tổn thương da hoặc là các cái biểu hiện triệu chứng ấy, nó không điển hình, không đủ để chẩn đoán cái bệnh này mà chỉ có biểu hiện triệu chứng da là nổi trội thì lúc đó chúng ta cũng xem xét là sinh tiết da, đúng không ạ? Còn sinh tiết thận thì tôi đã nói rồi. Đấy, thì trong cái về lupus, về xét nghiệm về huyết học thì có những cái biểu hiện là giảm bạch cầu này, rồi là giảm lanh phô bào này, thế còn tiểu cầu thì cũng có thể giảm này, thiếu máu thì có điển hình là có thiếu máu huyết tán và có tách cung thì dương tính. Tiếp theo nữa là xét nghiệm về miễn dịch. Bây giờ cái xét nghiệm về miễn dịch thì nó có hai cái kháng thể mà từ trước đến giờ chúng ta cũng vẫn biết, đó là làm về kháng thể kháng nhân này. Kháng thể kháng nhân thì cái độ nhạy rất là cao, thường là gì có đến trên 95% bệnh nhân lupus thì có kháng thể kháng nhân dương tính. Thế nhưng mà nó lại không phải đặc hiệu cho lupus vì nó còn rất nhiều các cái bệnh khác cái kháng thể kháng nhân này nó cũng dương tính. Thế mà cái kháng thể mà người ta thấy đặc hiệu nhất cho bệnh lupus đó là kháng thể kháng dsDNA. Thế và bây giờ thậm chí là người ta còn làm bằng cái nhiều các cái phương pháp mới để chẩn đoán, thì dùng làm những cái phương pháp miễn dịch hình quang để đánh giá nó sẽ chính xác hơn đối với cái kháng thể kháng dsDNA này, kháng thể kháng chuỗi kép ạ. Đấy. Ngoài ra thì nó trong cái bệnh lupus này người ta còn một số các cái kháng thể khác nữa, đó là kháng thể kháng Smith này, hay là kháng thể kháng RO này, SSA, SSB này thì hay gặp trong hội chứng Sjögren. Thế còn cái kháng thể kháng phospholipid này thì nó sẽ hay gặp ở các cái bệnh nhân mà chúng ta sẽ gặp các cái bệnh nhân nữ. Khi mà gặp một bệnh nhân nữ này có một vài các cái biểu hiện của lupus thôi. Thế và lại bệnh nhân này thì lại rất là khó khăn trong vấn đề có thai, cứ bị sẩy thai liên tiếp này hay bị thai lưu này. Thế thì lúc đó thì chúng ta sẽ phải cân nhắc làm cái xét nghiệm kháng thể kháng phospholipid này cho bệnh nhân để đánh giá. Thế và cũng như lúc ấy chúng tôi có nói là trong các đợt tiến triển ý, thì mình có thể nên định lượng bổ thể cho bệnh nhân thì có cái C3, C4 này nó sẽ giảm. Về tiêu chuẩn chẩn đoán thì trước đây thì chúng ta hoặc là trong sách của các bạn thì là vẫn đang sử dụng cái tiêu chuẩn chẩn đoán của Hội thuốc học Mỹ năm 1982. Thế thì trong những năm gần đây thì người ta có thể sử dụng các cái tiêu chuẩn mới nữa trong chẩn đoán bệnh lupus. Các bạn có đọc sách không nhỉ? Bạn Hồng Nhung đó, có biết bây giờ có tiêu chuẩn gì để chẩn đoán lupus hay không? Dạ, em thưa cô là bây giờ có tiêu chuẩn CILIC năm 2012 hoặc mới nhất có thể là năm 2019 ạ. Đúng rồi, giỏi quá. Bây giờ thì là người ta sẽ đưa ra các cái tiêu chuẩn mới hơn nữa trong chẩn đoán lupus. Và nó cũng sẽ giúp cho cái việc gọi là chẩn đoán sớm hơn cho bệnh nhân. Thế thì những cái tiêu chuẩn, các cái triệu chứng ở trong cái tiêu chuẩn của ACA 1982 thì tôi đã đi cùng với các bạn đến hết tất cả các triệu chứng của nó rồi, đúng không ạ? Thế và gì? Chẩn đoán xác định khi có ít nhất là 4 trên 11 tiêu chuẩn. Thế còn cái tiêu chuẩn về SLIC năm 2012 hay là các cái tiêu chuẩn của cái tiêu chuẩn SLIC năm 2012 thì nó có khác gì so với tiêu chuẩn của ACR 1982? Bạn Nguyễn Thị Thanh Hoa đâu? Em thấy nó có khác gì không? Thưa cô, này em chưa đọc cái tiêu chuẩn đấy ạ. Em chưa đọc cái tiêu chuẩn đấy à? Dạ. Ok, các bạn có thể search ở trên mạng, các bạn xem nhé. Nó có rất là đầy đủ các thứ về cái tiêu chuẩn của SLIC 2012. Thì nó về cơ bản là về cái biểu hiện lâm sàng thì người ta đưa thêm những cái triệu chứng của cái tình trạng gọi là rụng tóc này. Thế người ta có đưa thêm vào. Thế còn đối với cả biểu hiện về các cái xét nghiệm cận lâm sàng ấy thì người ta có bổ sung thêm xét nghiệm về bổ thể C3, C4. Thế, được chưa ạ?
để đánh giá thêm ngoài những cái xét nghiệm của cái tiêu chuẩn của ACR 1982. Thế còn một cái tiêu chuẩn nữa đó là của Hội các khoa học Mỹ năm 2019, thì người ta lại cái tiêu chuẩn đầu vào ấy, tất cả các bệnh nhân người ta đưa vào đây là phải có kháng thể kháng nhân dương tính. Sau đó thì là người ta sẽ tính điểm cho các cái triệu chứng, cũng như là triệu chứng về, có thêm triệu chứng về sốt này. Đấy, sau đó là có những cái triệu chứng tổn thương các cái cơ quan như là chúng ta đã xem. Thế thì ở đây thì người ta có dựa vào sinh tiết thận nữa. Thế rồi là cũng là dựa vào bổ thể nữa, đúng không ạ? Thế và người ta sẽ tính điểm. Nhưng mà các bạn, khi mà các bạn đọc nhé, các bạn lưu ý cho tôi là đối với cái tiêu chuẩn ACR 2019 chẳng hạn, ví dụ là bệnh nhân có tổn thương huyết học chẳng hạn, có giảm bạch cầu chẳng hạn, thì người ta cho 3 điểm. Giảm tiểu cầu cho 4 điểm. Thế huyết tán tự miễn người ta cho 4 điểm. Thế thì nếu mà bệnh nhân có cả ba cái yếu tố này thì chúng ta không cộng vào nhé. Đấy, mà chúng ta chỉ lấy điểm cao nhất thôi, đúng không ạ? Thế không, lúc gọi cộng vào thì nó sẽ không đúng theo yêu cầu của người ta. Và tiêu chuẩn chẩn đoán là khi mà gì tổng số điểm là trên 10 điểm thì sẽ được chẩn đoán là lupus. Đấy, thì đấy là vấn đề về chuẩn về các cái triệu chứng lâm sàng của bệnh. Thế còn về điều trị lupus thì điều trị cái này thì chủ yếu là gì ạ? Điều trị cá thể hóa thôi, tùy cái thể bệnh của bệnh nhân. Thế và không phải tất cả các bệnh nhân lupus đều cần dùng corticoid. Đấy, và đặc biệt là gì, chúng ta phải yêu cầu bệnh nhân là phải theo dõi định kỳ cho bệnh nhân, chứ không phải là cứ những cái bệnh này mà bệnh rất nhiều bệnh nhân khi mà điều trị mãi mới được bệnh ổn định, sau đó bệnh nhân bỏ thuốc hoặc bệnh nhân có thai. Đấy là những cái mà nó sẽ làm cho bệnh tiến triển nặng lên rất là nhiều, và thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân. Về cái thay đổi lối sống sinh hoạt của bệnh nhân ấy thì cũng rất quan trọng, ví dụ đặc biệt là những trong trường hợp mà bệnh nhân có ban ấy, đấy thì phải bệnh nhân phải sử dụng kem chống nắng này, rồi hạn chế ra ngoài nắng này, và thậm chí là mặc những quần áo dài tay, đội mũ các thứ, chứ còn không phải gì những cái bệnh nhân này không thể ăn mặc, gọi là nó gọi là thiếu vải một tí là cũng hơi bị khổ những cái bệnh nhân này. Thế rồi là các cái chế độ ăn thì cũng phải giảm mỡ động vật đi. Thế rồi là bổ sung canxi, vitamin D. Đấy, bởi vì bệnh nhân có thể sử dụng các thuốc như là corticoid. Thế rồi là phải đảm bảo cái việc gọi là tránh nhiễm khuẩn. Các thuốc điều trị thì hiện nay thì người ta sẽ dùng các nhóm thuốc sau. Một là dùng NSAID trong những cái trường hợp mà nó là thể nhẹ thôi. Thế còn đối với cả có thể dùng cái thuốc chống sốt rét thì chloroquine, thì hiện tại thì người ta thấy là nó cũng có rất có hiệu quả trong lupus, và nó cũng an toàn nữa, có thể dùng được cho phụ nữ có thai. Thế rồi corticoid thì có thể dùng đường uống, đó là prednisolone hoặc là methylprednisolone, biệt dược là Medrol đấy ạ. Thế còn đường tiêm, đường truyền thì chúng ta sẽ dùng Solu-Medrol, với cái liều thì nó sẽ tùy vào cái giai đoạn bệnh. Thế còn các cái thuốc ức chế miễn dịch ở đây thì thường là dùng methotrexate này, azathioprine này, hay là cyclophosphamide này, hay là CellCept. Hoặc là cuối biện pháp cuối cùng nữa là có thể là truyền immunoglobulin miễn dịch. Trong những năm gần đây thì người ta còn dùng cả thuốc sinh học nữa trong điều trị bệnh lupus này, ở cái giai đoạn gọi là không, tức là gọi là các cái thuốc này nó không có hiệu quả nữa, thì người ta có thể dùng thuốc, một cái thuốc gọi là thuốc sinh học, đó là thuốc ức chế tế bào B. Đó, thuốc gì nhỉ các bạn nhỉ? Bạn Nguyễn Đức Huy đó. Học bài vi khuẩn thấp rồi thì sẽ biết cái thuốc sinh học mà ức chế tế bào B nó là cái gì hả em? Alo, bạn Nguyễn Đức Huy có đấy không? Dạ có ạ. Ừ, thế thì điều trị dùng thuốc gì hả em? Cơ chế cho tế bào B thì như là em hình như nó là cái immunoglobulin đúng không ạ? Không, học bạn em được học bài viêm họng thấp rồi đúng không? Trong các cái điều trị viêm họng thấp thì nếu dùng các thuốc điều trị cơ bản đường uống mà không cải thiện thì có thể xem xét dùng thuốc sinh học. Trong thuốc sinh học nó có rất nhiều các cái thuốc và nó sẽ ức chế các loại cytokine, và ngoài ra có cái nhóm thuốc cuối cùng ấy là ức chế tế bào B đấy, thụ thể Điều gì gì CD20 trên bề mặt tế bào B, đúng rồi, rituximab nhá. đó. Đấy, ok. Rồi. Về chloroquine ý, thì thường thì là theo sách vở hoặc là ở nước ngoài người ta có thể dùng mấy liều 400, nhưng ở Việt Nam thì thường chúng ta chỉ dùng liều một viên một ngày, tức là liều 200 mg một ngày. Cái viên chloroquine thì viên là viên 250, còn viên hydroxychloroquine là viên 200. Thế và
khi mà dùng cái lupus này thì chúng ta phải để ý là nó có một số các cái tác dụng không mong muốn của chloroquine. Bạn Ngô Xuân Trường đâu? Cái này nó có tác dụng phụ gì nhỉ? Bạn Ngô Xuân Trường có đây không ạ? Alo, bệnh viện Đạo Y Trinh ạ. Alo. Vâng, chị nói đi ạ. Chỉ khám sáng thứ bảy thôi chị ạ. Vâng. Chị ơi, chị có thể gọi điện đến số điện thoại chăm sóc khách hàng 1900 6422 chị nhé. Vâng, rồi chào chị. Alo, xin lỗi các bạn một tí. Tôi share lại cái màn hình nhá. Đâu rồi bạn, lúc nãy tôi vừa hỏi là bạn gì nhỉ? Nguyễn Đức Huy, tình hình thế nào nhỉ? À, bạn Ngô Xuân Trường chứ. Cái chloroquine này nó có tác dụng phụ gì nhỉ? Cô lại đi đâu mất rồi? Bạn Hoàng Thị Thanh Nga. Em thưa cô là nếu dùng kéo dài thì có thể gây tổn thương võng mạc mắt ạ. Cái ở cái hydroxychloroquine này với cả chloroquine thì thường nó có hai cái tác dụng phụ mà chúng ta cần phải lưu ý, đó là gì? Có thể gây sạm da nhá. Nên thường chúng ta sẽ tư vấn cho bệnh nhân, khuyên bệnh nhân đúng vào buổi tối, đúng không ạ? Thế là một. Thứ hai nữa là gì? Có thể gây ra cái tình trạng viêm tổ chức lưới võng mạc. Thế thì cho nên là chúng ta sẽ cho bệnh nhân định kỳ là gì? Khám mỗi 6 tháng một lần để đánh giá tình trạng mắt của bệnh nhân. Và cố gắng là gì? Sẽ dùng kéo, không kéo dài quá 5 năm nhá. Corticoid thì như lúc tôi có nói ấy, là được chỉ định trong cái trường hợp là thể nặng, đúng không ạ? Bệnh nhân có những cái biểu hiện toàn thân này, rồi là có các tổn thương các cái cơ quan, từ cái gì tổn thương khớp này, có thiếu máu này, hay là trong những cái đợt tiến triển nặng cấp, bệnh nhân tổn thương viêm thận này, rồi tổn thương thần kinh trung ương này, rồi có tràn dịch các màng, rồi tổn thương viêm mạch. Thì đối với liều corticoid thì người ta sẽ chia ra tùy từng cái mức độ hoạt động bệnh. Thế thì với cái mức độ hoạt động bệnh thì ví dụ như trong lupus, trong viêm khớp thấp ý, thì các bạn có chỉ số gì để đánh giá mức độ hoạt động bệnh nhỉ? Tôi xem cái nhóm kia nào. Bạn Lê Xuân Vựng đâu? Dạ thưa cô em đây ạ. Ừ. Trong viêm khớp thấp thì đánh giá mức độ hoạt động bệnh dựa vào cái gì? Dạ thưa cô là chỉ số DAS. DAS 28 đúng không ạ? Dạ, dạ. Ừ, để đánh giá mức độ hoạt động bệnh. Các em có biết tại sao có số 28 không? Dạ thưa cô em không biết ạ. Ồ, thế à? Thế tôi nói là DAS 40 có được không? Người ta về số 28 này phải có ý nghĩa gì chứ? Ừ. Tại sao lại là số 28? Bạn Trịnh Văn Thân đâu? Dạ em thưa cô là tính trên 28 khớp ạ. Đúng rồi nhá, và các bạn phải hiểu được cái bản chất của cái con số 28 này là gì, là các khớp ở chi trên và hai khớp gối nhá. Không thì đến lúc mà nếu các bạn không hiểu được cái con số 28 này thì khi mà các bạn tính số khớp sưng, số khớp đau, thế là các bạn lại tính cả đối với cả các khớp cổ chân, khớp bàn ngón chân. Sau đó các bạn lắp vào cái công thức tính DAS 28 thì nó sẽ không chính xác, đúng không ạ? Cho nên là phải hiểu thì chúng ta đánh giá nó mới chính xác được. Thế còn trong bệnh lupus ban đảo hệ thống này thì người ta sẽ dựa vào chỉ số SLEDAI. Cái chỉ số SLEDAI thì các bạn có thể xem trong sách, nó hơi phức tạp một tí chứ nó không đơn giản như cái DAS 28 để đánh. Thế thì thường thì là chúng ta sẽ sử dụng liều corticoid, nó sẽ theo cái mức độ hoạt động bệnh của bệnh nhân để đánh giá. Thế và với cái liều thì nó sẽ dùng hôm tới thì các bạn học lý thuyết thì các bạn sẽ được các thầy cô giảng cho cẩn thận đầy đủ hơn. Thế còn
đối với cả tùy với bệnh mà ví dụ mức độ nhẹ thôi. Thế thì người ta có thể dùng chloroquine này kết hợp với NSAID hoặc kết hợp với corticoid liều thấp thôi. Thế nhưng mà trong trường hợp mà bệnh mà mức độ tổn thương mà nó nặng hơn chẳng hạn, thế thì lúc đó thì người ta sẽ phải dùng ngoài cái corticoid ra kết hợp với chloroquine ra thì sẽ phải dùng cả các thuốc ức chế miễn dịch. Thế và người ta thấy rằng là ức chế miễn dịch ấy, thì nó sẽ có nhiều loại thuốc và nó sẽ tương ứng với các cái tổn thương của từng cái cơ quan một, thì người sẽ ưu tiên lựa chọn cái nhóm thuốc nào đấy. Thì ví dụ như ở đây chúng ta có một cái nhóm thuốc cyclophosphamide là cái thuốc mà cũng rất hay được sử dụng trong các cái bệnh hệ thống. Thì cyclophosphamide này được thường được chỉ định trong những trường hợp ví dụ như là có tổn thương phổi này, đấy, bị tổn thương phổi kẽ này, đấy, rồi là có những cái tổn thương thận này, rồi là tổn thương viêm mạch hay là có tổn thương thần kinh trung ương. Đấy là những cái trường hợp mà nặng thì người ta sẽ dùng cyclophosphamide. Thế nhưng mà cyclophosphamide này thì nó có một số các tác dụng phụ gì mà chúng ta cần phải lưu ý. Bạn Nguyễn Thị Phương Quỳnh đâu? Thưa cô, em nghĩ là nó có thể tác dụng đến tủy sinh máu ạ, nó có thể tủy tủy, đúng rồi. Còn gì nữa? Gì nữa? Tổn thương ngoài da. Tổn thương ngoài da là cái gì vậy em? Thật, cái này em cũng không rõ lắm ạ. Em chỉ nghĩ là chỉ mỗi cái tủy mà bạn nào biết không? Bạn Lê Thị Lê Ni đâu? Em nhớ là cái cyclophosphamide hình như còn gây xuất huyết bàng quang. Đúng rồi, gây viêm bàng quang chảy máu nhé. Cái viêm bàng quang chảy máu này thì là người ta sẽ phải sử dụng một cái thuốc khác để dự phòng cái tình trạng viêm bàng quang chảy máu này, đó là truyền Mesna. Với cái liều tương đương với cái liều cyclophosphamide này, chúng ta sẽ truyền một nửa Mesna trước khi truyền cyclophosphamide và một nửa Mesna sau để truyền. Và sau khi mà truyền xong chúng ta còn phải truyền dịch rất là nhiều. Đấy, để giảm thải giảm cái tác dụng không mong muốn này. Ngoài ra nữa, cyclophosphamide nó còn một cái tác dụng phụ rất quan trọng nữa là cái gì nhỉ? Còn cái tác dụng phụ gì các bạn có biết không? Rất quan trọng luôn, gặp ở bệnh nhân nữ trẻ tuổi. Lê Thị Lê Ni đâu? Bạn Ni đâu rồi? Bạn Lê Ni đâu rồi? Bạn Trần Thị Thanh Hiền? Có phải anh ảnh hưởng đến chức năng sinh sản? Cái này rồi. Đúng rồi. Rối loạn kinh nguyệt. Không, không phải rối loạn kinh nguyệt đâu, mà nó gây nặng hơn nữa là gây suy buồng trứng nhá. Thế thì ở nó khó một cái là gì, ở những cái bệnh nhân nữ trẻ tuổi mà khi mà có lupus rất là nặng mà chúng ta lại phải dùng cyclophosphamide thì là cực kỳ nặng cho bệnh nhân đấy ạ. Bởi vì sao ạ? Cái này nó gây suy buồng trứng và nó có thể làm dẫn đến tình trạng vô sinh. Thế và như thế thì là cái này thì rất là khổ cho cái bệnh nhân nữ mà trẻ tuổi mà còn đang trong độ tuổi sinh đẻ, đúng không ạ? Và khi chúng ta phải biết cái tác dụng phụ này và chúng ta phải giải thích cho bệnh nhân, lúc đó là người ta phải giữa cân nhắc giữa cái việc lợi ích với cái nguy cơ của bệnh nhân, đúng không ạ? Thì cái thuốc này nó rất là tốt, rất là hiệu quả. Thế nhưng mà nó lại nhiều tác dụng phụ. Thế còn cái phác đồ mà truyền cái cyclophosphamide này thì thường là người ta sẽ truyền từ ví dụ trong vòng 6 tháng đầu thì người ta sẽ truyền cách 1 tháng một lần. Thế sau đó thì người ta sẽ giãn ra cứ 3 tháng một lần và kéo dài cho đến 2 năm. Thế có vì là một số các tác dụng phụ của thuốc nó như thế cho nên là trong những cái năm gần đây thì có một cái nhóm thuốc mới tác dụng nó cũng tương tự, gần như là tốt tương tự như cyclophosphamide, thậm chí là có một số những cái tổn thương thận nó còn tốt hơn. Thế và nó ít tác dụng phụ hơn so với cyclophosphamide, đó là cái nhóm mycophenolate là Celcept ạ. Thế thì cái thuốc Celcept này thì cũng được dùng được rất là tốt trong những cái trường hợp mà có tổn thương thận. Thế và cái liều dùng thì người ta có thể dùng 1 đến 2 gram một ngày. 2 gram thì dùng ở giai đoạn bệnh nó gọi là đang tiến triển. Khi mà bệnh ổn định chúng ta sẽ giảm liều dần. Cái này thì sau này khi mà các thầy cô giảng lý thuyết thì sẽ giảng kỹ hơn cho các bạn nhé. Đấy là tôi chỉ giới thiệu một số các cái thuốc
có thể sử dụng. Có một cái nhóm thuốc nữa cũng khá là an toàn, đó là azathioprine. Azathioprine này cũng hay được dùng trong lupus, và thậm chí là nó còn dùng được cho bệnh nhân có thai nữa. Thế thế đâm ra thì nó khá là an toàn. Tóm lại thì là đấy là một số các cái nội dung mà tôi đã trình bày với các bạn về cơ về về cái bệnh lupus này, để chúng ta có một cái khái niệm và có những cái vấn cái kiến thức về lý thuyết về cái bệnh, để chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về cái bệnh này. Đấy, thế còn bây giờ thì, một là các bạn có hỏi gì không? Hai nữa là nếu chúng ta sẽ các bạn có xem cái ca lâm sàng mà sơ bộ thì tôi gửi cho các bạn ấy, thì các bạn có hỏi gì không? Một bạn nào show cho tôi cái ca lâm sàng này lên, xong rồi là chúng ta cùng trao đổi, hoặc là các bạn có hỏi gì không? Một bạn nào share cho tôi cái ca lâm sàng này lên nhé. Có bạn nào đang dùng máy tính xe giúp vậy ạ? Các bạn đã đọc cái ca lâm sàng này chưa ạ? Có thấy là nó có đủ tiêu chuẩn chẩn đoán của lupus không? Có vấn đề gì không ạ? Đây là một cái đây là cũng chỉ là một cái số các cái triệu chứng để gợi ý thôi. Sau này các bạn đi lâm sàng thì các bạn sẽ gặp những cái bệnh nhân như thế này cũng tương đối nhiều. Thế và trong cái bệnh nhân này thì các với các cái triệu chứng này thì nó cũng khá là điển hình. Khi mà các bạn ghép vào các cái tiêu chuẩn chẩn đoán thì nó cũng đầy đủ. Bạn Nguyễn Duy Hưng đâu? Bạn Nguyễn Duy Hưng có đây không ạ? Nguyễn Duy Hưng có đây không? Không có. Phạm Thị Phương Thanh đâu? Bạn Thanh này vắng từ đầu nhỉ? Phạm Văn Hoàn đâu? Dạ có em ạ. Ừ, thế bây giờ theo em thì em tóm tắt lại thì bệnh nhân này có những cái tiêu chuẩn gì trong cái chẩn đoán của lupus? À, thưa cô, là bệnh nhân này thì về các triệu chứng ở da thì có ban hình cánh bướm ở mặt, nhạy cảm với ánh sáng, có về triệu chứng ở khớp thì có viêm các khớp nhỏ nhỡ, viêm đa khớp. Các bạn lưu ý một chút cho tôi là mình tránh dùng những cái từ gọi là viêm đa khớp nhé. Kể cả các bệnh nhân viêm khớp dạng thấp, chúng ta cũng không dùng cái từ viêm đa khớp dạng thấp nhé. Cái từ đấy bây giờ người ta không dùng nữa, người ta chỉ dùng là viêm khớp dạng thấp thôi nhé. Thế có thể trong trường này em có thể nói là bệnh nhân có tổn thương ở nhiều khớp, đúng không ạ? Với các cái vị trí thì nó cũng tương tự như trong bệnh viêm khớp dạng thấp. Còn gì nữa? Bệnh nhân có về niêm mạc thì bệnh nhân có loét miệng và mũi họng nữa. Rồi, loét miệng mũi họng. Bệnh nhân có tổn thương thận thì bệnh nhân có phù, có bồ niệu. Cái phù không phải nằm trong tiêu chuẩn chẩn đoán. Có protein niệu. Có bồ niệu lớn hơn 500. Rồi. Về tim phổi thì không thấy ạ. Sao không có tim đây này? À, có tràn dịch mà ít dịch mà ngoài tim ạ. Về máu thì bệnh nhân sẽ có các dấu hiệu của
thiếu máu, giảm bạch cầu, giảm cả tiểu cầu bình thường. Về miễn dịch thì bệnh nhân có kháng thể kháng nhân và kháng thể kháng DNA dương tính. Bệnh nhân này đủ tiêu chuẩn chẩn đoán chưa? Có nhiều đấy ạ. Đủ tiêu chuẩn chẩn đoán đấy ạ. Người đang có ít nhất là 4 trên số 10, 17, 10 trên 11 cái tiêu chuẩn đúng không ạ? Rồi. Thế bây giờ với cái bệnh nhân mà đấy, đây là một cái tôi cũng đưa ra cho các bạn một cái ví dụ rất là điển hình của một cái bệnh nhân lupus thôi. Thế, thế thì bây giờ nếu như mà với cái bệnh nhân này thì chúng ta sẽ điều trị như nào? Trước khi điều trị thì có thể đánh giá mức độ bệnh theo cái thang điểm lúc nãy cô vừa nói. Để... đánh giá theo thang điểm Sledai đúng không ạ? Dạ, Sledai. Ok. Rồi. Nhưng mà nó nhiều lắm các bạn. Theo các bạn thì cái này thì ở bệnh nhân này thì đã phải dùng corticoid chưa? Theo em nên phải dùng rồi ạ. Bệnh nhân này thì có thể là ở đợt bùng phát nặng rồi ạ. Thì chắc chắn phải dùng. Đúng rồi. Thế bây giờ ở cái bệnh nhân này thì theo các bạn thì là mình sẽ làm gì cho bệnh nhân tiếp? Ở cái xét nghiệm cận lâm sàng này thì mình nên làm cái gì nữa cho bệnh nhân? Bạn bạn Long đâu? Mình còn làm, cần làm thêm, bổ sung thêm cái gì cho bệnh nhân nữa? Trong các cái tạng mà dạ, bệnh nhân có tổn thương nhiều như thế này thì em thấy cái tạng nào là nó nổi trội lên, là có cái tổn thương nặng nhất ở bệnh nhân này? Dạ em thưa cô là ở bệnh nhân này có dịch màng ngoài tim ạ. Dịch màng ngoài tim thì số lượng ít thôi. À, bệnh nhân này có phù và có protein niệu này, em nghĩ là bệnh nhân này phải kiểm tra thêm về thận. Đúng rồi, bệnh nhân này có cái tổn thương thận này, protein niệu 24 giờ rất là cao nhá. Thế và thường cái này chúng ta sẽ phải xem xét sinh thiết thận em ạ nhá, để đánh giá đúng không ạ? Rồi, thế ở bệnh nhân này thì nổi trội nhất là gì? Những cái tình trạng có biểu hiện của cái tình trạng toàn thân đúng không? Tình trạng toàn thân là bệnh nhân có sốt, có đau khớp, rồi có tổn thương các cái tạng. Thế và cái này thì đúng là chúng ta sẽ phải sử dụng corticoid và dùng các thuốc ức chế miễn dịch kèm theo. Có thể đối với bệnh nhân thì trong trường hợp này thì mình sẽ dùng HCQ đúng không? Có thể phối hợp thêm với cả cyclophosphamide hoặc là Celcept. Thế nhưng ở bệnh nhân này thì các bạn, theo các bạn thì có nên dùng cyclophosphamide không? Bạn An đâu? Không có ở đây. Theo các bạn thì bệnh nhân này có nên dùng Celcept không? Theo em là chưa dùng quá. Vì sao? Thứ nhất là bệnh nhân này nữ mà trẻ tuổi nhỉ? Thứ hai là mình cũng chưa làm mấy cái xét nghiệm, nên lại chỉ xem bệnh nhân hiện tại có đang mang thai, có bầu, có thai hay không. Nhưng cái đấy chắc mình, như là mình sẽ phải làm rồi. Ok. Nhưng mà cái cyclophosphamide thì mình nên trì hoãn ở bệnh nhân này đúng không ạ? Mình có thể lựa chọn những cái thuốc ức chế miễn dịch khác, ví dụ như lúc tôi có nói đấy, chúng ta có thể dùng Imuran trước như là azathioprine. Thế hoặc là chúng ta dùng sao xếp cho bệnh nhân. Thế thế còn bây giờ nhá, bây giờ ví dụ như là ở bệnh nhân này mà người ta muốn có thai chẳng hạn. Thế thì bây giờ các bạn sẽ tư vấn cho bệnh nhân như thế nào? Khi nào thì bệnh nhân được mang thai? Chứ bây giờ nếu mà điều trị cho những cái bệnh nhân như thế này mà các bạn cứ để cho bệnh nhân gọi là thẳng cửa cứ thế là ra viện, điều trị được một tháng một đơn thuốc, sau đó là thôi em bỏ thuốc. Thế xong rồi là em là cứ gọi là tự nhiên mấy đợt, một thời gian sau em đến thì em lại có bầu mất rồi. Lúc đấy bác sĩ thì bó tay thôi, có nhiều khi còn không giữ được thai cơ. Thế thì em sẽ tư vấn cho bệnh nhân này như thế nào, khi nào thì có được có thai? Theo em bệnh nhân có thai được khi mà bệnh nhân đạt được bệnh hoàn toàn. Như là bệnh đã kiểm soát được triệu chứng, và thứ hai là hết cái hội chứng thận hư thì bệnh nhân có thể... Tức là khi bệnh này không tiến triển trong thời gian bao lâu em có biết không? Phải đạt được cái ổn định đấy trong thời gian bao lâu? 6 tháng đến 1 năm rồi. Đúng rồi, phải được 6 tháng, ít nhất là 6 tháng nhá. Thế thì chúng ta và gì? Chúng ta khi đó thì bệnh thì không tiến triển trong vòng 6 tháng và chúng ta chỉ duy trì cái liều corticoid liều rất là thấp thôi, đúng không ạ? Thế và chúng ta đặc biệt là gì? Trong bệnh lý cơ xương khớp này là có một số các thuốc ức chế miễn dịch là người ta
không được dùng khi mà bệnh nhân trước khi có thai đấy, hoặc là gì trong khi có thai thì càng không nên dùng. Cho nên là mình còn phải tư vấn cho bệnh nhân là gì, mình còn phải dừng một số các cái thuốc ức chế miễn dịch đó trước khi bệnh nhân có ý định có thai nữa. Ví dụ là thuốc gì các bạn có biết không? Là cyclophosphamide, MMF. Rồi cái gì nữa? Có một cái thuốc rất là cơ bản ấy. Ức chế men truyền không? Không, thuốc ức chế miễn dịch. Methotrexate ạ. Đúng rồi nhá. Cái methotrexate đấy mình phải yêu cầu bệnh nhân dừng ít nhất là 2 tháng nhá, trước khi bệnh nhân có ý định có thai. Đấy, tức là một số các cái thuốc đấy là chúng ta phải để ý. Chúng ta phải tư vấn cho bệnh nhân nhá. Rồi đó là đấy là các vấn đề về lupus. Các bạn có hỏi gì không nhỉ? Tôi có xem hỏi là những bệnh nhân mà lupus thì tiêm dự phòng COVID thì có vấn đề gì không ạ? Có chống chỉ định gì không? À, cái lupus thì thực ra ấy, thì bây giờ thì nó không phải là gọi là lupus thì có chống chỉ định gì hay không, mà nó liên quan đến gọi là các cái thuốc mà bệnh nhân đang dùng. Đấy. Thế thì với các cái thuốc mà bệnh nhân đang dùng ấy, thì thường thì nó cũng trong các bệnh lý xương khớp ấy, thì bây giờ đa phần là bệnh nhân hay dùng corticoid này và các thuốc chế miễn dịch. Thế thì với corticoid thì người ta, các bạn đi gọi là đi tiêm chủng, đi tiêm dạo hay là đi tiêm cho bệnh nhân ấy, thì người ta đã có những cái phác đồ của Bộ Y tế rồi. Đấy, và tức là chỉ chống chỉ định với những trường hợp tiêm dùng corticoid liều cao thôi. Đấy, còn liều thấp thì chúng ta vẫn có thể tiêm cho bệnh nhân được. Thế ngoài ra thì có một số các cái thuốc ức chế miễn dịch. Đấy, ví dụ như methotrexate thì người ta khuyên là gì? Cái tuần sau tiêm đấy thì bệnh nhân phải dừng, không tiêm, à không uống nhá. Đấy, sau tiêm bệnh nhân không uống. Thế còn đối với các thuốc sinh học thì hiện nay thì người ta cũng chưa có cái khuyến cáo nào cụ thể đặc biệt. Chỉ có riêng cái rituximab thì người ta có, vì nó là ức chế miễn dịch rất là mạnh. Đấy, cho nên là người ta mới có nói về vấn đề trì hoãn lại thôi. Trì hoãn thôi, nhưng mà vẫn có thể tiêm, người ta nói là có trì hoãn thôi chứ người ta không yêu cầu là bệnh nhân phải dừng. Đấy, cái khoảng thời gian nó xa hơn một tí. Cái này các bạn có thể xem tra rất là, cái khuyến cáo này nó nói rất là rõ của Hội Thuốc Học Mỹ ạ. Đấy, các bạn nó sẽ có đầy đủ các cái thuốc như thế nào, dừng như thế nào, ở giai đoạn nào. Rất là rõ. Các bạn có thể search trên mạng có thể thấy ngay ạ. Cô cho em hỏi là bệnh nhân này có cái albumin thấp ấy, có cái hội chứng thận hư ấy, thì mình phân biệt cái tràn dịch màng tim kia do viêm cơ tim hay là do cái albumin thấp thì mình phân biệt kiểu gì ạ? Cái trường hợp như thế. Đâu bạn nói lại tôi nghe lại với, thì tôi đang đi tìm cái kia cho tôi đang tìm cái kia cho các bạn. Bạn nói lại cho tôi xem câu hỏi với. À, em thấy trong cái siêu âm tim có cái tràn dịch màng tim mức độ ít ấy ạ. Thì mình sẽ phân biệt cái tràn dịch mà người tim này là do viêm cơ tim hay là do cái albumin thấp thì mình sẽ phân biệt kiểu gì? Bởi vì là nếu mà tràn dịch màng tim do viêm cơ tim thì nó mới vào ở trong tiêu chuẩn để chẩn đoán bệnh và tiên lượng. Ok. Nhưng mà bây giờ vấn đề nhá, khi mà các bạn phải xem cái albumin này nó thấp, albumin này của bệnh nhân là, đâu tôi nhìn này, albumin này là 25. Bây giờ vấn đề ấy là các bạn phải xem nếu mà trong trường mà albumin thấp và nó gây ra tình trạng tràn dịch, đúng không ạ? Thế thì nó sẽ phải dẫn đến các cái biểu hiện là nó sẽ tràn dịch, ví dụ có thể là tràn dịch đa màng, đúng không? Có thể là tràn dịch cả cái, đúng là nhiều lúc trên lâm sàng thì chúng ta cũng rất là khó phân biệt giữa cái này gọi là cái tràn dịch này là tràn dịch đa màng trong cái bệnh lupus hay là do bệnh ấy, hay là do cái albumin máu này thấp vì khi mà đã có tổn thương thận. Đó, thì chúng ta còn một cách nữa là chúng ta có thể chọc cái dịch để làm xét nghiệm để xem là nó là dịch gì. Các bạn hiểu không ạ? Còn trong trường hợp mà do suy dinh dưỡng thì đa phần nó là dịch gì? Do giảm albumin thì nó là dịch gì? Nó là dịch thấm, nhưng mà cái tràn dịch màng tim ít thì mình cũng ít khi chọc nhỉ? Thì mình có thể làm mấy cái men tim, mấy cái điện tim để mình phân biệt không cô? Cái gọi là cái men khi mà với cái mức độ mà EF 67% với cả ít dịch màng tim này nó không biến đổi đâu các bạn ạ. Dạ vâng.
Đấy nhá, tôi trả lời thêm cho cái bạn lúc rồi các bạn bạn ấy hỏi về cái tiêm phòng vaccine ấy nhá. Thì với những cái bệnh nhân mà dùng hydroxychloroquine chẳng hạn này, hay là dùng truyền IVIG này, hay là dùng các cái thuốc mà ức chế miễn dịch, ví dụ như trong bệnh viêm khớp thấp như là sulfasalazine này, đấy thì hoặc là CellCept này, hay là cyclophosphamide, thế thì người ta không có chống chỉ định hoặc là không có cái việc gọi là phải điều chỉnh cái việc tiêm vaccine của bệnh nhân. Thế còn đối với những cái bệnh nhân mà dùng methotrexate ấy, thì như tôi nói ấy, đấy thì mình sẽ sau khi mà bệnh nhân tiêm vaccine thì cái tuần đó chúng ta sẽ dừng lại, chúng ta không dùng methotrexate. Thế còn đối với cái thuốc mà nó ức chế mạnh hơn nữa, ví dụ như là rituximab chẳng hạn, đấy thì người ta nói rằng là cái việc gọi là mình sẽ tiêm phòng vaccine, sau đó thì 4 tuần sau mình mới dùng rituximab. Dạ, cái này các bạn có thể tra khuyến cáo của Hội thuốc học Mỹ rất là mới về cái khuyến cáo của cái việc dùng cái thuốc ức chế miễn dịch trước khi tiêm phòng vaccine. Các bạn có hỏi gì không? Cô ơi, ở bệnh nhân này có cái mỡ máu cao có cần phải điều trị không, hay là cứ điều trị ổn cái lupus thì nó sẽ tự tự xuống ạ? Cái mỡ máu cao này thực ra thì nó cũng đâu đã phải là cái tiêu cái chỉ định để điều trị đâu. Chúng ta thường chúng ta sẽ không không phải điều trị những trường hợp này đâu em ạ. Dạ vâng ạ. À, cô cho em hỏi về cái xét nghiệm bổ thể ấy ạ. Thì mình có cần phải làm để tiên lượng gì không, hay là mình cứ cứ điều trị đã trước đã? Thực ra thì chúng ta khi mà chúng ta có thể đánh giá bằng đánh giá bằng mức độ hoạt động bệnh, chúng ta có thể dựa vào SLEDAI này, hoặc là chúng ta có thể định lượng cái kháng thể kháng nhân với kháng thể kháng DSDNA, cũng là một cái gợi ý cho chúng ta xem là bệnh nó có tiến triển hay không này. Cái thứ ba nữa là dựa vào các cái triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân. Thế thì nếu như mà chúng ta thấy triệu chứng lâm sàng nó cũng rất là rầm rộ tính theo SLEDAI thì chúng ta cũng vẫn có thể điều trị. Còn có những trường hợp ý, triệu chứng nó rất kín đáo, thế triệu chứng nó rất kín đáo và có thể nó chỉ thể hiện trên xét nghiệm thôi, thế và thì có thể là chúng ta nên làm thêm xét nghiệm bổ thể nữa để đánh giá. Cái xét nghiệm bổ thể khi mà trong đợt tiến triển thì thường C3, C4 sẽ giảm. Em thưa cô là như ở bệnh nhân này thì mình có thể bắt đầu điều trị với liều Meron khoảng 20 mg và CellCept 12 g, thì sau đó thì mình theo dõi điều trị và giảm liều dần như nào ạ cô? Ở Nếu bệnh mà có nhân đáp ứng mà tốt à? bệnh nhân tổn thương thận với protein niệu cao như thế này thì thường là chúng ta sẽ phải dùng liều nó cao hơn em ạ, chứ dùng liều 20 mg thì không không ổn đâu. Cái này chúng ta phải dùng liều thận rất là cao. Thường là chúng ta có thể phải dùng liều mini bolus, hoặc có những cái bệnh nhân mà tổn thương thận nặng ấy, người ta dựa vào các cái sinh tiết thận người ta đánh giá ấy, có thậm chí mà bệnh nhân phù nhiều. Đấy, thứ là người ta còn có thể phải dùng hẳn cái liều rất là cao khoảng 500 đến 1.000 mg cơ em ạ. Chứ còn liều 20 mg thì nó không có ý nghĩa gì đâu. Vâng ạ, nhưng sau đó mình theo dõi đánh giá và giảm liều dần thì theo chu kỳ là hàng tuần hàng tháng thì như nào, có cả liều của xeo xếp nữa ạ? Với các cái bệnh nhân mà bệnh hệ thống ý, thì cái giảm liều của bệnh hệ thống so với cả bệnh nhân viêm khớp dạng thấp thì nó sẽ giảm chậm hơn, chứ không giảm liều quá quá nhanh và quá sớm. Thế còn ví dụ với những cái bệnh nhân mà người mình dùng viêm khớp dạng thấp chẳng hạn, hoặc là thì mình có thể giảm liều hoặc là lupus ý, chúng ta có thể dùng những cái liều mini bolus 80 mg với 120 mg, chúng ta truyền trong vòng 3 ngày. Sau đó thì chúng ta giảm xuống, có thể giảm xuống liều 32 mg. Và chúng ta sẽ giảm về lý thuyết ý, thì thường ý, là thì cứ giảm mỗi tuần 10%, nhưng mà thường ý, trong thực hành lâm sàng thì chúng ta thấy là thường cứ khoảng độ 10 ngày. Viêm gọn tắt thì có thể 7 ngày là chúng ta đã có thể giảm được, nhưng mà thường trong lupus ban đầu hệ thống này thì chúng ta sẽ giảm chậm hơn, có thể là 2 tuần, thậm chí có những trường hợp nặng thì 1 tháng chúng ta mới giảm liều đấy. Và còn trong những cái trường hợp mà truyền với cả liều cao ấy, thậm chí là mình truyền liều 500 hoặc 1.000 mg thì có thể truyền trong vòng 3 ngày. Có trường hợp nào truyền 5 ngày, sau đó chúng ta sẽ cho bệnh nhân giảm xuống luôn liều 32 mg. Vâng, thế còn thuốc ức chế miễn dịch đi kèm ạ, thì mình giảm liều có tiêu đến đến mức nhỏ
còn thấp nhất có thể và sau đó mình mới bắt đầu giảm ức chế miễn dịch à? Đúng rồi, Hay là nguyên mình tắc bây giờ cũng thế. Cô, những cái bệnh nhân mà dùng dùng corticoid liều cao với lại dùng cái chế miễn dịch như thế này thì mình sẽ dự phòng nhiễm khuẩn như thế nào cho tốt ạ? À? Em thấy em không có kinh nghiệm lắm dùng cái này. Em cứ dùng cái corticoid liều cao thì khoảng tầm 10 14 ngày là bệnh nhân bắt đầu là có những cái nhiễm trùng cơ hội các thứ khác. Thì Thực ra thì bây giờ cái dự phòng đấy thì đa số là cũng không có cái gì nó đặc hiệu cả. Nhưng mà tôi cũng chưa hiểu sao bệnh nhân của em dùng thì 10 đến 14 ngày một cái là đã có nhiễm khuẩn rồi. Bệnh nhân khớp ở đây có mà dùng bạt ngàn. Nhưng mà nói chung ý, thì mình cũng nên tư vấn cho bệnh nhân vì đây là các thuốc ức chế miễn dịch cho nên là sẽ có cái nguy cơ nhiễm khuẩn nó sẽ cao. Thế thì mình sẽ tư vấn cho bệnh nhân là gì, cố gắng là những cái gì mà có thể đảm bảo vệ sinh được thì những cái vệ sinh răng miệng này đấy thì mình cũng phải dặn và hướng dẫn cho bệnh nhân, tư vấn cho bệnh nhân để tránh những cái nhiễm trùng cơ hội. Thế còn ngoài ra thì có một số cái ví dụ là người ta có thể tư vấn cho bệnh nhân tiêm phòng cúm này đấy, một số cái đấy thôi chứ còn hiện tại thì nó cũng không có cái biện pháp gì để mà gọi là điều trị một cách ví dụ phải dùng những cái thuốc gì đấy để tăng cường miễn dịch cho bệnh nhân thì hầu như là chúng tôi không dùng đâu. dạ vâng Các bạn có hỏi gì nữa không? Hôm thì để đến hôm tới học lý thuyết rồi hỏi cô giảng lý thuyết một thể. À, cô cho hỏi một câu nữa là cái theo dõi bệnh nhân ạ. Khi mà mình sẽ cho bệnh nhân điều trị ở trong viện thì khi mình có thể chuyển sang thuốc viên thì mình có thể cho bệnh nhân về hay là tiêu chuẩn Đúng gì rồi. để bệnh nhân có thể ra Đúng viện ạ? rồi. Khi mà các cái triệu chứng của bệnh nhân ổn định thì mình sẽ có thể cho bệnh nhân ra viện được và phải xác định cái này là thuốc điều trị kéo dài, lâu dài. Cho nên là khi sau đó thì khi mà các cái triệu chứng mà nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân đã cũng hết rồi. Thế và mình có thể cho bệnh nhân ra viện được và thường là mình sẽ phải cho bệnh nhân hẹn bệnh nhân tái khám lại. Khi mà dùng được corticoid đường uống thì hoàn toàn mà đường uống nhưng mà thường chúng ta đấy cái đường uống và bệnh nó mọi các cái thông số nó ổn định thì chúng ta có thể cho bệnh nhân ra viện được. Dạ vâng. Ok, tạm thế nhá. Còn các bạn còn có câu hỏi gì các bạn có thể gửi cho nhóm trưởng hoặc nhóm phó rồi gửi cho tôi sẽ gửi lại câu trả lời hoặc là tài liệu cho các bạn nhé. Thế còn lại hoặc có những câu hỏi gì thêm nữa thì các bạn có thể hỏi ở buổi học lý thuyết nhá. Chào Dạ Ok, vâng cảm ơn em các bạn chào nha. cô ạ. Rồi, Em chào cô ạ. Cảm ơn cô ạ. Ok.